Khi được chúng tôi hỏi phương thức mua bán thay đổi như thế nào khiến mực không xuất đi được phải tồn đọng ứ vốn, nhiều ngư dân tỏ ra lưỡng lự và cuối cùng không trả lời vì nhiều lý do khác nhau. Họ cũng ngại chúng tôi quay hình. Tuy nhiên qua tìm hiểu, tình hình mực tồn kho không còn căng thẳng như hồi đầu tháng 6 năm 2019. Khó khăn bây giờ đối với bà con vùng duyên hải miền Trung lại là mực rớt giá và thị trường tiêu thụ mực xà khô của họ bị thu hẹp, chỉ còn Thái Lan và một số nước ở vùng Đông Nam Á. Trong khi đó, Trung Quốc, thị trường tiêu thụ mạnh nhất, vẫn còn đang khép cửa. Anh Thọ, một ngư dân theo tàu khai thác mực ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, cho biết tàu của anh đã cập cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gần một tháng rưỡi nay, nhưng 30 tấn mực khô trên tàu vẫn chưa thấy thương lái đến hỏi mua. Thường tàu cập cảng, thương lái thu gom ngay, vì vậy ngư dân có vốn để ra khơi tiếp. Còn giờ thương lái không có, giá mua thì lại tuột giảm, nên mặc dù quá ngày ra khơi được tiếp theo, nhưng anh Thọ quyết định giữ mực, chưa bán vội. Nguồn thu thấp, giá thấp, thì giá thành thấp là không được. Này gì tháng mấy, tháng rưỡi đây, hiện nay là gì tháng rưỡi rồi mực chưa bán được, hiện nay chị định chị đã bán rồi mà chưa biết bán lại không. Anh Thọ và bà con ngư dân cho biết, chỉ cần giá mực đạt từ 140 đến 150 ngàn đồng một ký, thì họ sẽ bán ngay, vì giá đó mới đủ vốn để họ đi chuyến biển tiếp theo. Anh Tùng có tàu đang neo đậu tại cảng cá An Hòa gần 2 tháng nay cho biết. Năm ngoái là ví dụ chuyến đầu vô bên đây là bán là 195 nè. Rồi mấy chiếc sau vô sau là 160. Rồi năm nay thì đầu tiên vô bán 126. Chuyến đầu á bán 126 á. Rồi nay chuyến này vô là có chiếc vô bán 126 đầu thì vô đó không hỏi luôn. Bên đây vô là hơn một tháng trời mới bán. Bán là được 101. Rồi mấy chiếc kế tiếp bán là 105. 105 cái họ thấy họ kêu là nào được không ra hỏi luôn. Cột này một giả má cho toàn đoàn con mực là gì còn thấy đây. Cái chiếc này là hầu giờ lần này chiếc này là nghỉ lâu nhất anh nè. Chiếc này là thời gian nghỉ là gần một chuyến biển rồi đây. Chưa chạy lại đây. Lâu nay thị trường chính tiêu thụ mực xà khô của Việt Nam là Trung Quốc. Sau đó mới đến Thái Lan và một số nước Đông Nam Á khác. Bà con ngư dân chỉ biết đi biển đem mực về và thương lái gom hàng ngay tại cảng. Họ gần như không biết mực sẽ được chuyển tiếp đến đâu và các công đoạn xuất hàng đi như thế nào. Nên khi thương lái báo không xuất hàng được, phải chờ phía Trung Quốc trả lời. Bà con chỉ biết chết đứng. Được biết chỉ năm nay, Trung Quốc mới thông báo quy trình mới về xuất khẩu mực, nên gần như bà con miền Trung bị động trong cách đối phó. Theo tìm hiểu, nguyên nhân trước đây, thương lái thực ra cũng là những người của các doanh nghiệp. Sau khi gom xong mực thì đẩy hàng sang Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch, tức là con đường trốn thuế, không rõ ràng. Còn nay, phía Trung Quốc siết chặt việc nhập nhiều mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam, chứ không riêng gì mỗi mặt hàng mực xà khô. Do họ đổi phương thức nhập hàng chính ngạch, tức là phải đóng thuế. Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, tem phiếu rõ ràng và đòi hỏi chất lượng hơn. Vì vậy, bước đầu việc đưa mực của bà con ngư dân Việt Nam nhập vào thị trường Trung Quốc gặp phải khó khăn. Do đó, thương lái hạn chế đi gom mực dẫn đến hiện tượng mực tồn đọng với số lượng lớn trong mấy tháng qua. Là mọi năm là ví dụ như họ nào mua về là nó đi đường tiểu ngạch đồ được đó. Yeah. Nó xuất khẩu đi đường tiểu ngạch. Như bây giờ nó đi đường chính ngạch là nó thế nó cao sao nó làm dài để mình là có nguồn gốc xuất xứ. Tại vì con mực mình chỉ là nhập từ Trung Quốc, họ nói là đúng, họ chưa mua, thì mình cũng bắt ai thị trường. Ông Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết. Mực của mình lâu nay cũng đi như vậy nhưng mà hầu như hồi trước là coi như là cơ bản là coi như là chỉ nhập cái chuyển mặt thì mình đi đường chuyển mặt là chết. Vì cái hàng của mình nên là gì? Là ngư dân là sản xuất nó cũng chưa phải đảm bảo cho cái đặt cái chuẩn ca. Cho nên chỉ khảo cho chính ngạch nó cũng còn những cái hạn chế. Cho nên chỉ là năm nay nó làm kỹ hơn thì mình cũng hơi gặp khó khăn. Trước tình hình khó khăn của bà con ngư dân miền Trung trong việc giải quyết số lượng mực tồn động, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy sản. Tổng cục Thủy sản đã vào tỉnh Quảng Nam nắm bắt tình hình, cũng đã phản ánh với Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sau đó đã có động thái đàm phán can thiệp với phía Trung Quốc
để việc thông thương xuất khẩu mực giữa Việt Nam và phía Trung Quốc được thuận lợi? Thì nói chung là về thì hiện nay là Trung ương đang làm việc với phía tỉnh bạn, và tình hình thì đến nay thì giá mực cũng đã lên được. Mấy hôm thì giá rất thấp, có 80 thằng, nhưng mà hôm nay đã lên tới 120.000 một ký, và cơ bản là coi như bà con cũng biết chờ giá nó lên cao hơn nữa, chứ còn giá nó thì cũng đã được rồi đó. Nhưng người ta muốn chờ cái giá cao hơn thì người ta mới bán. Chứ còn bán thì nó không bằng mấy hồi, nhưng mà cũng không phải là bán không được. Cũng cần phải nói thêm, mọi năm thương lái gom hàng đi đường tiểu ngạch nên họ ngã giá mua cao. Còn năm nay do đi đường chính ngạch thuế cao nên họ ngã giá mua thấp. Như cách nói của anh Tùng, việc mua bán này thương lái là người nắm đằng cán. Kêu là nên là nhà nước không có gió khó, tự vô não. Vì cảm thấy như não là ví dụ như thiếu hàng đi là nó mua giá cao lên. Mà về tồn đạm hàng nó chưa đi được, tại nó hoài. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Trung lại cho rằng mực tồn đọng trong thời gian qua không phải chỉ do thương lái không mua. Nhưng mà vì sao vừa rồi là coi như là sau khi cái chuyện mà coi như thế má giữa các nước ở trong khu vực cũng như thế giới, cho nên chỉ là ông Trung Quốc đó, là ông rào cản hơi bị khó. Ông yêu cầu nguồn gốc xuất xứ, mọi cái việc nó cản trở, cho nên cái việc là xuất xứ giữa ai, nước nó chậm lại, cho nên thương lái bắt đầu người ta giảm mua. Hiện theo dự tính của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại cảng An Hòa ước chừng có mấy chục chiếc tàu neo đậu. Mỗi chiếc có khoảng từ 20 tấn mực trở lên, nhưng nếu tính luôn cả tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, số lượng mực mà bà con ngư dân khai thác đang tồn ghe lên đến hàng ngàn tấn. Ổn định cuộc sống tinh thần để ngư dân miền Trung an tâm ra khơi đánh bắt hải sản không còn là trách nhiệm của một sở, ngành nữa, mà đòi hỏi phải có sự can thiệp giải quyết căn cơ từ chính phủ. Đặc biệt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã về tận Kiên Giang và chính tay ông đã tặng cờ cho ngư dân Kiên Giang. Đây được coi là một hoạt động trong chương trình 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển, với ý nghĩa tiếp sức động viên tinh thần ngư dân ở 28 tỉnh thành có biển, ủng hộ bà con yên tâm ra khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.